Xin chào mọi người, tiếp tục với cuộc hành trình đi tìm đất cho một người em của mình. Như những video trước mình đã chia sẻ thì mình có một người em đang có công việc tại thành phố và đang có nhu cầu là mua một mảnh đất tại quê để phát triển kinh tế vườn, đồng thời làm nhà nghỉ dưỡng ở quê. Thì những video trước mình cũng đã chia sẻ cho các em ấy và mọi người một số cái mảnh đất mà mình đã liên hệ với những cái nhu cầu của người dân mà có nhu cầu để bán ấy, mình cũng đã đi liên hệ và quay lại để chia sẻ cho mọi người. Và kênh YouTube của mình á thì thường á là làm những cái video về chia sẻ về những cái mô hình nông nghiệp, về những cái vườn cây ăn quả để chia sẻ đến mọi người. Thật tình ra thì đây là lòng quá trình làm kênh YouTube thì cũng là một sự đam mê. Cái kênh YouTube thì cũng chưa có thu nhập nhiều. Nên thời gian qua thì em ấy cũng đã nhờ cho mình đi tìm mảnh vườn như vậy. Thì mình cũng có một ý tưởng, đó là mình ngồi việc chia sẻ những cái mô hình làm vườn ra thì mình sẽ biết được những cái chủ vườn nào có nhu cầu mà họ sang lại cái mảnh vườn á, thì mình sẽ quay và chia sẻ những cái mô hình làm vườn đó cho mọi người. Và mọi người nếu yêu thích thì có thể là liên hệ với mình, hoặc là mình có thể là giới thiệu trực tiếp với lại chủ vườn đó để có thể là mua những cái mảnh vườn theo cái yêu cầu sở thích của mình, để mình có thể là trồng cây ăn quả hoặc làm nhà như thế nào đó theo nhu cầu của mọi người. Thực tình ra thì cái kênh YouTube của mình á thì nó do chưa có thu nhập, thực tình ra nó quảng cáo nên chưa có thu nhập nhiều, nó chi phí nó chưa đảm bảo để mình phát triển cái kênh tốt hơn. Nên cái việc mình giới thiệu những cái mô vườn như vậy thì giúp cho các bạn, theo những người mà có nhu cầu về mua đất làm vườn như vậy thì có thể là liên hệ được. Và đồng thời như vậy thì những khi chúng ta liên hệ mua đất cho vườn như vậy á thì chắc có lẽ rằng là những người đó sẽ hỗ trợ cho mình một khoản tiền nhỏ để mình có chi phí nhiều hơn để mình phát triển kênh YouTube của mình. Đó là mục đích của mình. Chính vì vậy nên thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng chia sẻ những cái mô hình, những cái nhu cầu của người dân mà có nhu cầu về chia sẻ lại những mảnh vườn á. Thì mọi người nếu như có yêu thích thì mong mọi người đăng ký kênh và theo dõi trên kênh YouTube của mình ạ. Rồi bây giờ mình sẽ đưa mọi người vào phía trong để tìm hiểu một cái mảnh vườn nó tại xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Cái vườn này thì nó cách trung tâm huyện nó khoảng tầm 2 cây số thôi mọi người. Và mảnh vườn thì nó cũng vừa phải. Và bây giờ mình sẽ đưa mọi người vào phía trong để gặp chủ nhà và có thể là tìm hiểu kỹ hơn về cái mảnh vườn này. Rồi, chúng ta cũng sẽ đi vào phía trong để tìm hiểu đây. Đây là cái mặt tiền của cái mảnh vườn đang nằm trên cái trục lộ đường bê tông thế này mọi người. Đây, mọi người. Đây. Giờ bên đây hả cô? À rồi cái bờ đó thánh ranh giới đó rồi đây, thấy rồi. Đi hướng mô tiện của dẫn không ra coi hả? Dạ. Bây giờ con có hướng này coi đi lên đây. Dạ đây đường mô của đi cô dẫn tiện thì con dẫn đây coi thử. Dạ. Yeah. Trước là ngồi đây này cái xa ra. Cô về cô làm xuống đây. Dạ. Yeah. À chứ đó là Nguyễn Thủy là cái nhà phía trên này hả? Dạ. 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 Trong vườn mình thì có một chủ yếu là bồng bông đây có thu hoạch rồi, chứ có bồng bông không có gì. Xưa rồi đây thì không có chi, có bao nhiêu mấy cái ăn của bồng bông thôi chứ xưa này thì cũng giá chi, có giá trị chi. À rồi nó giờ mới bếp bờ đây hả? Dạ. À dạ, ranh giới bên đây hả? Ranh giới đây, thẳng liền.
Dạ, thế bây giờ chè bên đây là quả. Dạ dạ. Đi đi luôn cái ranh giới con coi thử. Dạ. 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 Không, 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 không. Dạ. Lên tới trên mép đường, phía trên này có đường nữa hả? À? Đường là của bên kia, đường là của họ, còn bên đây đường của mình. Dạ. Dạ dạ, dạ dạo đi luôn hết cái luôn cái diện tích vườn con coi thử. Dạ. Vườn thì cái gió, bắt cái gió được, bắt cái gió thì cái gió cầm nhỏ nhỏ. Dạ. Phương thì anh mới mua về đằng kẹ tổ làm lẻ thôi chứ còn đằng dòng được một số cái bông bông thôi chứ không có cây giá trị. Dạ. Tại cái mép mép đây dưới phía dưới là của mình ra hết luôn à. Dạ. Dạ. Chè cũng rẻ mà có gì đâu. Nói chung là nếu như cô ở nhà có rảnh rảnh thì cô hãy bón cho ai thêm thôi chứ còn đâu có giá trị gì đâu. Quế này nhỏ quá. Ừ, thì cát bỏ hết cái kẻ tổ lẹ lông lẹ thôi. Đây cái xuống được phần của bộ tre này cũng của mình luôn đó hả? Ừ. Cũng ranh giới đó hả? À nên có ranh giới rõ ràng hết đó nghị. À bộ tre này đây. Rồi đi xuống luôn. Dạ. À cái miếng này cũng vuông vức cũng được cái cũng ranh giới rõ ràng hết chứ không bị ấy được cái chứ. À. À nghĩa là món là trừ cái mộ này khu này cái mộ riêng đó là cũng có sổ đỏ riêng rồi ha. À, có sổ đỏ riêng rồi. À món là một cái phần xá sổ nữa là không liên quan đến cái phần khu mộ này đó hay. Dạ. 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 Làm đường đây. Ừ, dạ. Nó nghĩa là cái phần này mình cho họ làm đường á, là lắng phần đất mình một ít chứ. À, lắng to. Ừ. Mấy mái luôn á chứ. Tới kìa nó được cái vườn mình rộng rẻ nó có thoáng thôi chứ gì đâu chị. Đó, dạ. Cho họ làm đường là đây mà. Dạ. Thì mình cũng có lợi mà người dân cũng có lợi mình cũng có lợi mà. À, cái vườn nó ra để giá trị cái miếng vườn lên nhé, cái đường. Đây coi như sang chợ từ đây xuống dưới kia lên lên núi nó luôn chạy chợ keo. Ờ. Mà mua ông chạm biết. À dạ. Hôm trước có điện đường đây đang đang ra hồng nữa cho hồng nữa hết rồi hồng hết rồi. À dạ. Cái khu vực này mở ra thì cái lòm con lòm ra đồ đồ hòn ra phát triển ra đây thành cái đẹp và đến sót mặt tiền. Dạ sót mặt tiền mà cái đất này cũng hơi bị xui xui cũng hơi xui xui so với cái mặt tiền nha cũng không được cô cho lắm nên ừ. Dạ. Xui xui cái gì nha mình mới nọ cũng không lòm ở cái thôi không có thời gian mà nọ cả. À dạ. Đây là cửa vô còn cái ranh giới phía dưới này là xuống tới mô xuống chỉ coi luôn hử. Dạ xuống tới xuống rồi nên có ranh giới rõ ràng không? À, có chứ. Ừ. Có bờ tường đấy. À. À, từ đây đang có cái ranh giới ở đây rồi rồi đây hả? À. Thôi được rồi, ngó qua mình như vậy thấy được rồi. Có cái bờ rồi à, thấy rồi đây. À, rồi rồi.
có rồi để cho ra lạnh chứ. À.